Bao chuẩn, ngươi muốn làm gì? Có người hành thích ta, ta may mắn thoát được một kiếp. Kẻ nào muốn hành thích quan của triều đình? Không bắt được hung thủ. Đêm nay bốn quan sợ chỉ là có thể vào trong Khai Phong phủ, có Dương phó tung lĩnh bảo vệ mới được an toàn. Ngươi thì được, bọn họ thì không. Mau chuẩn. Doãn đại nhân, tôi đã gặp Vũ Nhu cô nương, cô ấy nói hết với tôi rồi, đa tạ ngài. Giúp ta ra khỏi đây chính là đa tạ ta. Mau chuẩn, bây giờ ta không dám nhắm mắt, sợ có người tới giết chết ta. Ở đây ngài có cấm quân bảo vệ là an toàn nhất. Tối nay có sát thủ muốn giết học trò, nhưng học trò may mắn thoát được. Có bắt được sát thủ hay không? Không. Kẻ nào muốn giết ngươi chứ? Không biết. Doãn đại nhân, cấm quân không phải chỉ là một tấm gỗ. Ý người là sao? Học trò vẫn luôn làm lơ Dương Thủ Trung, cuối cùng hắn cũng không bình tĩnh được nữa, chủ động bắn đứng Hạ Hoài Mẫn, nói tối hôm đó Hạ Hoài Mẫn đang ở trong cung. Ngu xuẩn. Hắn muốn giá họa cho Hạ Hoài Mẫn, nhưng lại thanh minh cho Hạ Hoài Mẫn rồi. Hai người thần bí đó không liên quan tới Hạ Hoài Mẫn. Dương Thủ Trung chột dạ rồi. Bây giờ hắn đang cắn xé loạn xạ, ngươi lập tức nhắm vào chỗ yếu tra hỏi Dương Thủ Trung, kẻo lại rườm rà thêm chuyện. Hắn cũng dùng bổn quan để khuấy đục nước đây mà. Thiếu gia, Dương Thủ Trung tới rồi. Dương phó thống lĩnh, tôi đang muốn đi tìm người đây. Có người muốn giết Bao Chuẩn, nhưng hắn đã chạy thoát. Là tiểu gia ta làm đó. Ta nghĩ chính là cậu làm. Sảy tay rồi. Giống như gặp ma vậy. Bốn tên thuộc hạ của hắn liều mạng tử thủ, khó khăn lắm tiểu gia mới đánh vào bên trong được, nhưng nhà lại trống không. Sáng sớm ngày mai tiểu gia sẽ lên miếu thắp nhang bái Phật. Giờ thì hay rồi, cầu khiến hắn đã đến chỗ của ta. Bây giờ hắn dẫn người vào Khai Phong phủ ở. Vậy thì quá tốt rồi, người giết hắn đi. Hắn ở bên cạnh ta, ta không thể ra tay. Vậy ta đi giết hắn. Ta canh giữ ở đó, cậu cũng không thể giết. Vậy phải làm sao đây? Ta không biết phải làm sao. Thật tình không biết tại sao nữa, tất cả mọi chuyện đều đi ngược với suy nghĩ của ta. Vào cung phóng hỏa biến thành dập lửa. Ta muốn giết Bao Chuẩn thì cho ta giết hết người của ta. Người giết tình quách què đó không những không khuấy được nước, mà còn móc mắt của cha ta ở trong hậu cung nữa. Quách què là mắt của cha cậu? Đúng là mắt của cha ta, cũng là tai của Thái hậu. Hai người họ là dùng quách què giám sát lẫn nhau. Quách què chết đi, không lừa được Bao Chuẩn, lại biến cha ta và Thái hậu thành người vừa điếc vừa mù. Dương phó thống lĩnh, cha ta muốn giết người. Cái gì? Trương đại nhân muốn giết ta? Ngươi không nên để cho ông ấy biết chuyện là ngươi cho ta vào cung. Là tự ông ấy nhìn ra. Ông ấy còn nói ta đã cứu cậu, khi những chuyện này qua rồi thì sẽ giúp ta có tiền đồ vô lớn. Sự việc không qua nổi rồi. Vì tình quách què đó cũng không lừa được Bao Chuẩn. Bây giờ Bao Chuẩn đã nghi ngờ cấm quân các người. Vì ta, cha ta có thể giết người diệt khẩu. Trương công tử, chúng ta cùng một phe, nên ta mới nói cho ngươi biết chuyện này. Cho dù cha ta không giết người thì Hạ Hoài Mẫn cũng sẽ giết người. Chuyện tên độc là cha ta nói với hắn, là ngươi đã bán đứng hắn. Trương công tử, hoàn toàn không giống với chuyện cậu nói lúc đầu. Lúc đầu nếu biết có người phóng hỏa thì ta cũng sẽ không vào cung đâu. Vậy ta phải làm sao đây? Dương Thủ Trung, ta cũng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Càng ngày càng không thể khống chế, là tiểu gia liên lụy người. Tối qua ta ám sát Bao Chuẩn cũng là để giúp người. Nghe lời ta, qua danh ẩn tích, bỏ đi thật xa.
Trương công tử, bao nhiêu năm trời ta khó khăn lắm mới làm được phó thống lĩnh Cấm Quân, mai danh ẩn tích, bỏ đi thật xa. Đây là tiền đồ vô lượng mà cha con cậu cho ta sao? Mất mạng tới nơi rồi mới còn nghĩ tới chuyện đó sao? Nghe lời tiểu gia, chữ lại ngọn núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bây giờ ngươi đi đi, rời xa thành Khai Phong, càng nhanh càng tốt. Đại nhân, bao chuẩn đang trong đại lao. Dương phó thống lĩnh, ngài về rồi. Ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra không? Dạ không có gì. Hạ đại nhân, ngươi đã đi đâu vậy? Ngươi muốn làm gì? Hạ đại nhân, ngài muốn giết tôi. Bỏ kiếm xuống. Ngồi xuống. Tại sao ta phải giết ngươi? Tôi đã phản bội đại nhân. Trương Đức Lâm đã cho ngươi cái gì có thể khiến ngươi phản bội ta? Chức vị của đại nhân. Bao nhiêu năm nay sao ta không nhìn ra giả tâm của ngươi chứ? Vậy mà ta còn coi ngươi là huynh đệ tin tưởng nhất. Ta đã mù thật rồi. Đại nhân, thuộc hạ nhất thời bị ba quỷ ám, thuộc hạ đã hối hận rồi. Hối hận? Trên đời này có thuốc hối hận sao? Đây là tiền để mua mạng của ngươi à? Là tiền mua mạng đại nhân. Tứ Ung vừa mới đưa cho thuộc hạ, đại nhân suýt nữa giết cha của hắn, hắn sẽ không tha cho đại nhân đâu. Đại nhân, thuộc hạ chỉ muốn chức vị của đại nhân, chưa từng muốn lấy tính mạng của đại nhân. Cho dù đêm nay đại nhân không đến, trời sáng thuộc hạ cũng sẽ đi tìm đại nhân. Nói tiếp đi. Trong tay thuộc hạ có một thẻ bài đủ để lấy mạng của Trương Đức Lâm. Hậu cung bị cháy là Tứ Ung phóng hỏa. Làm sao ngươi biết được? Thuộc hạ đã cho hắn vào cung. Ngươi nói cái gì? Thuộc hạ đã cho Trương Tử Ung vào cung. Là Trương Tử Ung? Tại sao ngươi nói cho ta biết? Trương Đức Lâm lòng dạ độc ác, hắn không tha cho ngài cũng không tha cho tôi, hắn muốn giết tôi diệt khẩu. Thu kiếm lại hết đi.
Đại nhân, ngài không giết tôi. Ta chưa bao giờ muốn tàn sát lẫn nhau. Đa tạ đại nhân. Kể từ hôm nay, cái mạng này của Dương Thủ Trung chính là của ngài. Nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Ta không cần trâu ngựa gì hết. Thứ ta cần là huynh đệ có thể chào sinh ra tử. Dương phó thống lĩnh, Dương phó thống lĩnh, Dương phó thống lĩnh đâu rồi? Không biết nữa, ngài không rời phủ nha Khai Phong. Thái hậu, thần đã phái người đi tìm khắp thành Khai Phong nhưng không tìm thấy Dương Thủ Trung. Dương Thủ Trung đã mất tích rồi. Hắn mất tích rồi? Tại sao hắn lại mất tích? Thái hậu, tại sao lại mất tích phải hỏi Dương Thủ Trung, e là chỉ có chính hắn mới biết. Thái hậu, cấm binh canh giữ Khai Phong phủ nói trong tối ngày hôm qua Dương Thủ Trung không hề rời khỏi Khai Phong phủ. Hắn mất tích ngay trong Khai Phong phủ. Sự việc rất kỳ lạ. Mất tích ở Khai Phong phủ? Khai Phong phủ không phải có cấm quân các ngươi canh giữ sao? Ngoài Doãn Nhược Triêu đang ở trong đại lao, bên trong cũng không có người ngoài, làm sao hắn mất tích được chứ? Bốn tướng lo lắng Doãn Nhược Triêu sẽ bị giết giống như Quách Què, cho nên lệnh Dương Thủ Trung đuổi hết người của Khai Phong phủ ra ngoài. Nhưng trong tối hôm qua, Bao Chứng đại nhân đã vào Khai Phong phủ. Trong số bọn họ có hai bộ khoái của Khai Phong phủ. Thần nghi ngờ Dương Thủ Trung mất tích có liên quan tới họ, cho nên đã bắt bọn họ lại trước. Hạ Hoài Mẫn, Dương Thủ Trung là phó thống lĩnh của cấm quân các ngươi, không có mấy người trong số cấm quân có thể bì được võ công của hắn. Nếu bị hai bộ khoái trói gà không chặt của Khai Phong phủ làm mất tích, không phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Chẳng trách có người chạy tới hậu cung phóng hỏa, hoàng cung giao cho các ngươi canh giữ, đúng là giao trứng cho ác. Dương Thủ Trung bị người của Khai Phong phủ giết. Con ma mới tin. Ta cũng không tin. Nhưng đúng là Dương Thủ Trung mất tích ở Khai Phong phủ. Khai Phong phủ không lẽ là có ma thật? Bao Chứng, nửa đêm rồi ngươi đưa người tới Khai Phong phủ làm gì? Tối qua có người đánh lén học trò ở nhà riêng, muốn giết học trò. Học trò may mắn trốn thoát. Học trò không có nơi để đi, đành phải vào Khai Phong phủ. Ở đó có Dương phó thống lĩnh canh giữ an toàn. Kẻ nào muốn giết ngươi? Có nhiều sát thủ. Bốn người bên cạnh học trò không địch lại nổi. Hai người bị chúng đâm trúng, không bắt được sát thủ. Bao Chứng, Quách Què chết rồi, Dương Thủ Trung mất tích. Những chuyện này đều xảy ra ngay trước mắt ngươi. Ngươi làm sao giải thích với ta đây? Thái hậu, Dương Thủ Trung mất tích chứng tỏ thần đã rất gần chân tướng rồi. Hoàng thượng, phó thống lĩnh cấm quân giam giữ Doãn Nhược Triêu ở Khai Phong phủ, Dương Thủ Trung mất tích rồi. Mất tích rồi? Các thái giám đều nói Bao Chứng tìm ra là hắn cho người vào cung phóng hỏa. Hắn đã cho người nào vào cung? Bao Chứng vẫn chưa tìm ra. Chuyện Châu Nhi xuất cung sao rồi? Hoàng thượng, Châu Nhi cô nương đã thay đổi ý định. Cô ấy nói không muốn xuất cung nữa. Tại sao vậy? Cô ấy nói muốn giúp người. Giúp trẫm? Muội ấy giúp bằng cách nào? Muội ấy giúp như thế nào? Thần cũng không biết. Muội ấy xuất cung sớm chính là giúp trẫm rồi. Phải nhanh, tránh để đêm dài lắm mộng. Mau đi tìm cha của Khanh. Thần biết rồi.
Dương Thủ Trung mất tích là do cha làm. Không phải. Ca ca. E là cũng không phải. Ngoài hai người ra còn có ai nữa? Là ai không quan trọng. Chỉ cần Dương Thủ Trung chết thì Bao Chẩn sẽ mất hết manh mối. Con và ca ca con sẽ được an toàn. Vậy thì chưa chắc. Châu Nhi cô nương dạo này hơi kỳ lạ. Con sợ tối hôm đó cô ta đã phát hiện ra được gì. Phải cho cô ta xuất cung, càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng tốt. Cho dù cho cô ta xuất cung thì chuyện này... Cha, cha không được làm hại cô ấy. Một cọng tóc cũng không được. Bao đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Cô biết. Bao đại nhân, ta đã nói hết những gì nên nói. Ngài muốn hỏi gì nữa? Cô vẫn chưa nói. Chưa nói là sao chứ? Tại sao cô tới Ngô Đồng Tiểu Trúc để tìm cái giò dở đó? Bao đại nhân, hôm đó ta đã nói với ngài rồi, người có đầu óc đều sẽ nghĩ ra. Lửa cháy nhanh như vậy, nhất định là có người tạt dầu. Minh Nguyệt Tiểu Trúc cũng cháy tới quan tàn, tại sao cô chỉ tới Ngô Đồng Tiểu Trúc tìm vậy? Sao ngài biết ta không đến Minh Nguyệt Tiểu Trúc? Ngài cũng đâu có thấy. Trong cái giò bể của Minh Nguyệt Tiểu Trúc đựng thứ gì trong đó? Cũng là dầu thôi. Vậy ngài nói đó là gì? Minh Nguyệt Tiểu Trúc không có giò bể. Bao đại nhân, ai cũng nói ngài thông minh tuyệt đỉnh, ta không tin. Ta đang cố tình thăm dò ngài thôi. Ngài nói đúng, Minh Nguyệt Tiểu Trúc không có giò bể. Giờ thì ta tin đầu óc ngài thực sự rất thông minh. Cô cũng rất là thông minh, rất biết tùy cơ ứng biến. Châu Nhi cô nương, Thái hậu đương đương triệu cô qua đó. Trương đại nhân, Hạ tướng quân, ngươi nói Dương Thủ Trung là bị người khác giết hay là sợ tội bỏ trốn vậy? Cái thứ bại hoại không lương tâm đó, chết đi mới tốt cho tất cả mọi người. Sang bên này nói chuyện. Trương đại nhân, nhờ ngài giao cho Quý công tử nói cậu ấy sau này kết bằng hữu phải thận trọng, đừng kết giao với loại bằng hữu không có lương tâm, càng đừng nên lấy oán trả ơn. Ý người là sao? Ý là sao? Quý công tử sẽ nói cho ngài biết. Trương đại nhân, mời. Rất biết chừng mực, duyên dáng yêu kiều, trong tận xương tủy còn toát ra dáng vẻ kiêu ngạo. Nữ nhân tốt như vậy sao lại có người không thích ngươi? Ai gia thật sự nghĩ không ra. Châu Nhi, hoàng thượng không cần ngươi nữa, Dinh Nhi cũng không cần ngươi nữa, ngươi nói xem phải làm sao đây? Thái hậu, dân nữ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lấy ai hết. Đây là lần đầu tiên ai gia làm bà mai, vậy mà lại không thành. Ngươi nói xem ai gia biết giấu mặt đi đâu. Dân nữ tạ ơn Thái hậu đã lo lắng cho dân nữ. Vậy thì đâu có được. Ai gia nghĩ kỹ rồi, hôn sự này ai gia nhất định phải làm cho thành. Ai gia có một người bà con xa, hình như nó đã đến độ tuổi đã có thể thành hôn. Hay là ai gia kêu nó cưới ngươi? Thái hậu, dân nữ không muốn lấy chồng. Tại sao? Không tại sao hết. Nhà mẹ đẻ ai gia cưới ngươi, khiến ngươi tủi thân. Là dân nữ không giới tới. Nhưng mà ai gia cũng không muốn ai gia bị mất đi thể diện. Khởi bẩm Thái hậu, Bao Chẩn cầu kiến.
Bao đại nhân, mời vào trong. Cha, lại xảy ra chuyện gì rồi? Còn vào đây cho ta. Dương Thủ Trung mất tích rồi. Con biết rồi. Con giết hắn hả? Giết hắn sao? Con giết hắn làm gì? Dương Thủ Trung bị con làm liên lụy, giết hắn không trượng nghĩa. Con đã cho hắn ít tiền, cho hắn mà danh ẩn tích, cao chạy xa bay rồi. Đây là vàng con đưa cho Dương Thủ Trung. Cha, chuyện này là sao vậy? Vậy này sao lại ở chỗ cha? Chẳng trách Hạ Hoài Mẫn nói với ta, chỉ cần Dương Thủ Trung chết đi mới tốt cho mọi người. Hắn còn kêu ta nói với con, đừng kết giao với bằng hữu bán đứng lương tâm, càng đừng nên lấy quán trả ơn. Cha, hắn nói như vậy là có ý gì? Có ý gì? Hắn nói con ngu xuẩn. Còn lại đi nói trượng nghĩa với người như Dương Thủ Trung. Bây giờ hắn đang nằm trong tay Hạ Hoài Mẫn. Hắn đã bán đứng con rồi. Bao Chững, ngươi đến gặp Ai Gia lại có tin xấu gì sao? Thái hậu, thần muốn gặp hoàng thượng. Tại sao ngươi nhất định đòi gặp hoàng thượng? Hoàng thượng là người bị hại trong quả án, cũng là người chứng kiến đầu tiên. Ta thấy ngươi muốn gặp hoàng thượng là có mục đích khác. Thần không hiểu lời thái hậu cho lắm. Ngươi biết rõ mà giả vờ hồ đồ. Không phải Ai Gia nhìn thấy tấu chương ngươi muốn Ai Gia hoàng chính, thì mấy năm nay Ai Gia thực sự đã quên ngươi rồi. Bao Chững, ngươi đích thân giết đệ đệ của Ai Gia, Ai Gia không tìm ngươi để tính sổ. Ngươi không những không mang ơn đội nghĩa, ngược lại còn tiếp tục làm khó dễ Ai Gia. Ai Gia hỏi ngươi, kẻ đứng sau sai khiến ngươi là ai? Thái hậu, thần không kéo bè kết cánh, không có chống lưng. Vậy ngươi làm gì cái gì? Vì thần là quan của triều đình, khuyên ngăn là vì thiên hạ đại tống. Nếu không phải vì vụ quả hoạn này, thì ngươi đã thành quan của âm tào địa phủ từ lâu rồi. Ai Gia cảm thấy tiểu quỷ trước mặt Diêm Vương hắc bạch vô thường cũng rất giống người đó. Thái hậu, người có thể giết thần nhưng không được sỉ nhục thần. Nếu người không tìm ra được chân tướng của vụ quả án, Ai Gia nhất định sẽ giết người. Thái hậu, nếu người muốn mau chóng tìm ra chân tướng quả án thì hãy để thần sớm gặp hoàng thượng. Hoàng thượng, Châu Nhi cô nương tới rồi. Dạ. Châu Nhi, sao muội lại tới đây? Ít Nhi. Hoàng thượng, thần xin ra ngoài trước. Chờ đã. Ít Nhi, muội đến tìm Trương công tử. Có chuyện gì vậy? Chúng ta ra ngoài nói. Có chuyện gì hãy nói ở đây đi. Châu Nhi cô nương, có chuyện gì? Ta muốn gả cho huynh. Cái gì? Trương công tử, huynh cưới ta đi. Châu Nhi cô nương, ta nghe không hiểu. Cô đang nói giỡn đúng không? Không phải ta nói giỡn. Thái hậu muốn gả ta cho người nhà mẹ đẻ. Gả cho ai? Một người bà con xa của thái hậu. Lúc nãy thái hậu đã nói, Trương công tử, chúng ta giả làm phu thê giúp ta thoát khỏi kiếp này. Huynh có thể cưới thê nạp thiếp, thích nữ nhân mà huynh thích. Chúng ta ranh giới rõ ràng, huynh làm gì cũng được. Trương công tử, ta biết đây là hạ sách, nhưng ta không nghĩ ra được kế gì nữa. Trương công tử, huynh muốn ta trở thành quân cờ của thái hậu sao?
Huynh không muốn ta liên hôn với Thái hậu, lại không bằng lòng lấy ta. Huynh nói đi, ta phải làm sao đi? Trương công tử, Huynh đang lo điều gì chứ? Cô biết mà. Huynh sợ hoàng thượng hận Huynh. Sẽ có một ngày thời cơ chín mùi, Huynh sẽ trả ta về chỗ cũ, hoàng thượng sẽ cảm kích Huynh, cả ta cũng vậy. Châu Nhi cô nương, sự việc hoàn toàn không đơn giản như cô nghĩ đâu. Nếu đơn giản thì ta đã không nhờ Huynh. Ta sẽ không đồng ý đâu. Huynh muốn ta phải ép Huynh sao? Bây giờ Bao Chuẩn đang ở chỗ Thái hậu. Lúc nãy hắn đã đến tìm ta, hỏi ta là Ngô Đồng Tiểu Trúc là do ai phóng hỏa. Vậy Ngô Đồng Tiểu Trúc là ai phóng hỏa? Hoàng thượng, nô tài đưa Bao Chuẩn tới gặp hoàng thượng. Không gặp, trẫm không gặp ai hết. Hoàng thượng, đây là chỉ ý của Thái hậu. Bao đại nhân, mời ngài. Thần khấu kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, người còn nhớ thần không? Nhớ. Lúc trẫm còn nhỏ. Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua rồi. Tối hôm đó ta bảo huynh đi tìm Ngự Y. Huynh đã đi đâu? Ngự Y phòng. Huynh vừa đi, Ngự Y liền tới nơi. Chúng tôi đi đường khác nhau nên không gặp nhau. Ta đã đo đường từ Minh Nguyệt Tiểu Trúc tới Ngô Đồng Tiểu Trúc, trùng khớp với thời gian huynh rời đi đến khi cháy. Ý cô là Ngô Đồng Tiểu Trúc bị cháy là ta phóng hỏa? Trương công tử, cái vỏ đó đi đâu rồi? Vỏ gì? Huynh biết. Ta không biết. Huynh nói dối. Không có. Cháy ở đâu vậy? Minh Nguyệt Tiểu Trúc. Cứu hoàng thượng, mau cứu hoàng thượng, cứu hoàng thượng. Cháy rồi, hoàng thượng không ở đó. Cháy rồi, mau đi cứu hoàng thượng. Cháy rồi, cháy rồi. Hoàng thượng, mau cứu hoàng thượng. Trần công tử, anh làm gì vậy? Mau đi cứu hoàng thượng đi. Trần công tử, trong cái vỏ đó đựng thứ gì? Lúc đó quá vội vàng, ta không kịp phân biệt được. Sau đó cái vỏ đó đã đi đâu? Ta không biết. Ta biết. Ở Ngô Đồng Tiểu Trúc, nó đã vỡ vụn. Bên trong vỏ đựng dầu thắp đèn. Hai người thần bí đó, trong đó có một người huynh biết. Hắn là ai? Mau lên, mau lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Người sao rồi? Hoàng thượng, hoàng thượng không sao chứ? Hoàng thượng, người nói gì đi chứ? Trương công tử, Trương công tử. Trương công tử, Trương công tử, Trương công tử. Đi tìm thái y. Trương Nhi, cô nói gì? Huynh ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm thái y.
Châu Nhi cô nương, cô đã biết quá nhiều rồi. Dừng lại tại đây đi, đừng tiến về phía trước nữa. Nếu không, nếu không thì sao? Nếu không thì khó giữ mạng sống sao? Huynh thừa nhận rồi, tại sao muốn đốt Ngô Đồng Tiểu Trúc? Là vì huynh muốn cứu người thần bí xuất cung. Ngươi gặp trẫm để làm gì? Thần muốn hỏi hoàng thượng chuyện tối hôm hỏa hoạn. Trẫm không biết gì hết. Tối đó hoàng thượng vốn phải ngủ ở Ngô Đồng Tiểu Trúc, tại sao sau đó người lại đột nhiên đổi ý đến Minh Nguyệt Tiểu Trúc? Vương Mỹ Nhân mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Trẫm không nhẫn tâm để... Vậy thì có nghĩa là trước lúc đó không ai biết tối đó cuối cùng người sẽ đến Minh Nguyệt Tiểu Trúc. Sau khi đến Minh Nguyệt Tiểu Trúc, Quách Hoè đã đuổi các cung nữ ra ngoài, rồi khóa cửa từ bên ngoài. Lúc đó người có biết không? Không biết. Lần đầu tiên trẫm nhìn thấy nữ nhân tắm nên ngây người ra. Quách Hoè ra ngoài lúc nào trẫm không biết. Hoàng thượng, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, thần muốn biết trước khi cháy đã xảy ra chuyện gì. Chuyện khó mà biểu đạt. Ngươi muốn nghe không? Mấy hôm nay khó khăn lắm, chậm mới yên ổn trở lại. Chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa. Ngươi đi đi. Trương công tử, huynh không muốn nói với ta, vậy là huynh muốn nói với hoàng thượng. Ngô Đồng Tiểu Trúc cháy là do ta phóng hỏa. Hai người thần bí đó là ca ca ta và thuộc hạ của huynh ấy, ca ca huynh. Hai người họ lẻn vào cung, vốn là muốn đốt Minh Nguyệt Tiểu Trúc, giá họa cho Vương Diên Linh, giúp Trương Mỹ Nhân lên làm hoàng hậu. Mà Trương Mỹ Nhân chính là tỷ tỷ của ta. Điều không ngờ tới là chưa đợi tới bọn họ phóng hỏa thì lửa đã cháy. Càng không ngờ tới là hoàng thượng cũng đang ở Minh Nguyệt Tiểu Trúc cùng tỷ tỷ ta, bị nhốt ở trong phòng. Để cứu tỷ tỷ, họ liều chết đập nát ổ khóa, xông vào trong cứu hoàng thượng và tỷ tỷ ta ra ngoài bình an. Huynh biết trước rồi à? Nếu như ta biết thì mọi chuyện này sẽ không xảy ra. Nói sự thật thật, bằng không cũng sẽ không bị cô nhìn ra sơ hở. Để cứu ca ca huynh, huynh suýt nữa thiêu chết Vương Mỹ Nhân. Nếu ca ca ta bị phát hiện, để bảo vệ được nhà họ Trương ta, không biết cha ta sẽ làm ra chuyện gì, hoàng cung cũng sẽ máu chảy thành sông. Đương nhiên cũng có máu của hoàng thượng. Ta nói hết những gì ta biết rồi. Sao huynh không nói sự thật cho hoàng thượng biết? Bên cạnh hoàng thượng chỉ tin tưởng được ta. Ta không thể khiến người hiểu lầm. Ta không tin. Huynh cưới ta rồi, ta sẽ ở bên cạnh trông chừng huynh. Trương đại nhân, mời ngồi. Ngươi lui xuống đi. Hạ thống lĩnh, hôm nay ta mời ngươi, nhưng trên bàn lại không có thứ gì. Ngươi có biết là có ý gì không? Trương đại nhân lo lắng hạ quan nghi ngờ đồ nhắm có độc, xóa bỏ nghi ngờ của hạ quan để thể hiện thành ý của ngài. Ta và ngươi đều là võ tướng, không phải quan văn. Ta không muốn cùng ngươi lừa gạt lẫn nhau. Có chuyện gì thì phải thẳng thắn với nhau. Ta không muốn giấu giấu giếm giếm. Hạ quan nghe lời Trương đại nhân. Vương Thủ Trung đang ở đâu?
Hắn đang ở một nơi mà vốn dĩ hắn nên ở. Hắn đã nói những gì với ngươi? Bí mật của hắn và lệnh công tử, ngươi định làm thế nào? Vậy thì phải xem Trương đại nhân định làm như thế nào thì hạ quan mới biết làm như thế nào. Ngươi nói rõ ràng ra đi. Ngài và lệnh công tử muốn giết tôi? Là hắn nói à? Chỗ vàng đó chính là tiền lệnh công tử muốn lấy mạng tôi. Ngu xuẩn! Đó là Ung Nhi đưa hắn để bỏ trốn, bảo hắn cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích, không để Bao Chừng tìm ra sơ hở. Đúng là Ung Nhi muốn giết ngươi, nhưng nó muốn tự tay giết ngươi, chứ không phải mượn đao giết người vì chê bị ổi. Ân oán giữa ngươi và ta đã được bỏ qua hết lần trước rồi. Ta đã nói ta không giết ngươi, ta cũng sẽ không để Ung Nhi giết ngươi. Lệnh công tử sẽ không mượn đao giết người. Ngài thì có. Nếu Vương Thử Trung không nói bí mật cho tôi biết, tôi đã thay ngài giết hắn lâu rồi. Nhưng không ngờ hắn vẫn bán đứng lệnh công tử, nên tôi không có cách nào ra tay nữa. Nếu như hắn chết rồi thì chỉ còn một mình tôi biết bí mật này. Ngài có còn để tôi sống không? Ta giết Vương Thử Trung là không muốn làm lớn chuyện. Nếu như bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không màng tất cả. Người nghĩ đi, Ung Nhi không hại hoàng thượng, ngược lại còn cứu hoàng thượng. Có ta đây, không ai dám làm gì Ung Nhi. Nhưng Vương Thử Trung tự ý cho người vào cung. Nếu như chuyện này bị Bao Chừng tra ra, ngươi đừng quên rằng ngươi là thống lĩnh của cấm quân, dù nói gì cũng sẽ không thoát khỏi liên can. Giữ lại Vương Thử Trung, hắn sẽ không còn là bùa hộ thân của ngươi đâu. Ta nói rồi, ngươi không phải kẻ thù của ta. Hôm nay ta đã nói hết mọi chuyện với ngươi. Nếu ngươi giữ lại Vương Thử Trung thì có nghĩa ngươi coi ta là kẻ thù. Vương Thử Trung đã đẩy ngươi đến bước đường cùng rồi. Người ngươi nên đề phòng không phải ta mà là Bao Chừng. Nếu muốn bình an vô sự thì phải khiến hắn không tìm ra được gì cả. Hoàng thượng, Châu Nhi đâu? Vừa mới đi rồi. Hai người lén lén lút lút đang làm gì vậy? Có phải có chuyện giấu trẫm không? Hoàng thượng, Châu Nhi xin thần đồng ý với Thái hậu cưới cô ấy làm vợ. Cái gì? Thái hậu muốn gả Châu Nhi cho người khác. Châu Nhi xin thần cưới cô ấy, kết thành phu thê giả. Thái hậu muốn gả muội ấy cho ai? Người nhà mẹ đẻ. Vậy Khanh đồng ý rồi. Thần không nghĩ ra cách tốt hơn. Hoàng thượng, đến lúc đó nhất định thần sẽ trả lại Châu Nhi. Đến lúc đó là lúc nào? Lúc hoàng thượng có thể tự làm chủ. Nếu cả đời này chấm không làm chủ được thì sao? Hoàng thượng, thần tin người có thể. Chấm còn không tin mình. Dựa vào đâu ngươi tin chấm? Vì người là thiên tử, sinh ra đã là hoàng thượng. Chấm không phải. Là các ngươi ép chấm làm hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng không đồng ý, bây giờ thần sẽ đi nói với Châu Nhi. Thần đã nuốt lời.人生本就是梦幻，不要说。
是真还是梦，唱出了一半的歌，是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂。人生，人生本就是梦幻。